cận cảnh Hyundai Accent 2019 giá từ 426 triệu đồng. Theo thông tin được nhà phân phối và lắp ráp Hyundai Thành Công công bố, từ ngày 1 tháng 5, Hyundai Accent đời 2019 tại Việt Nam sẽ được bổ sung thêm cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, xuất hiện trên cả 4 phiên bản và anten vây cá mập trừ bản tiêu chuẩn. Với việc Hyundai Accent 2019 được trang bị thêm cửa gió cho hàng ghế sau, trong phân khúc xe hạng B, Honda City Top không còn là mẫu xe duy nhất được trang bị chi tiết này. Mẫu xe còn lại trong phân khúc này là Toyota Vios hiện giờ vẫn không có cửa gió cho hàng ghế sau. Việc trang bị thêm cửa gió điều hòa phía sau được xem là nước cờ khôn ngoan của Hyundai Thành Công. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng trên cả nước hiện nay, một chiếc xe có thêm hệ thống điều hòa phía sau sẽ dễ hấp dẫn khách hàng hơn trong việc lựa chọn mua một chiếc xe mới. Ngoài một số chi tiết mới được cập nhật, ngoại hình và nội thất của xe vẫn không thay đổi so với trước, bao gồm chiều dài tổng thể 4.440mm, rộng 1.729mm, cao 1.475mm và chiều dài cơ sở 2.600mm. Cụm lưới tản nhiệt lục giác hơi bóp hôn ở phía dưới, cùng các đèn pha, sắc sảo tương tự dòng Elantra. Bên trong Hyundai Accent 2019, ở hữu hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, tương thích Android Auto, Apple CarPlay. Bên cạnh đó là hàng ghế trước thoáng khí và cửa cốp tự động thông minh. Ở những bản cao cấp, Accent 2019 còn có cửa sổ trời. Hyundai Accent 2019 vẫn sử dụng động cơ 1,6 lít 4 xi lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên. Tuy nhiên, Hyundai đã cải tiến máy để cho công suất lớn hơn là 132 mã lực, cùng mô men xoắn cực đại 161 Nm. Ngoài ra, xe còn có bản máy dầu 1,6 lít 4 xi lanh với công suất 128 mã lực. Giống như thế hệ trước, xe sẽ có hai phiên bản hộp số là số sàn 6 cấp và tự động 6 cấp. Các trang bị an toàn trên xe bao gồm phanh chống bó cứng, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát thân xe, chống trộm, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 4 cảm biến lùi và 6 túi khí. Giá xe Hyundai Accent 2019 với 3 phiên bản sở hữu cả hai trang bị trên, giá niêm yết được Hyundai Thành Công ấn định tăng thêm 2,1 triệu đồng, riêng bản tiêu chuẩn chỉ có thêm cửa gió sau sẽ tăng giá 1,1 triệu đồng. Như vậy, mức giá của từng phiên bản trong năm 2019 sẽ từ 426,1 triệu đến 542 triệu đồng.